Uống sữa này ngon thật đấy mọi người. Các bạn phải chăm chỉ uống sữa như tớ này thì mới cao lớn và thông minh hơn. Nghe thấy cái tiếng chim kêu ở đâu ấy nhỉ? Ấy, các cậu nghe thấy không? Nhiều lắm. Hình như rất nhiều chim ở xung quanh đây các cậu ơi. Hay là lúc này nhân tiện có cái khẩu súng này để tớ thử đi á, tớ săn chim nhá. Chết rồi, con chuột kia. Các bạn ơi, đang uống sữa thế nào mà lại phát hiện ra có con đại bàng? Rồi ôi, nhân tiện hôm nay có cây súng mới tậu các cậu ơi. Nhìn xịn sò phô mai que chưa? Ấy, tớ sẽ ra, tớ thử săn con đại bàng kia nhá. Săn về nhà nuôi xem có được không nhá các cậu ơi. Con đại bàng to chút kìa. Ui giời ơi, bạn Trang à? Hóa ra là bạn Nhím. Giật hết cả mình. Sao cậu đi đâu đây? Ừ, nhìn thấy cái gì đây à? Tớ đang đi săn cái con đại bàng đấy. Săn đại bàng à? Vừa nãy tớ ngồi hút sữa thế nào mà tự dưng có một con đại bàng to đùng nó cứ bay trên đỉnh đầu của tớ. Sao rồi cậu mang súng này đi săn? Ừ, thế còn cậu đi đâu đấy? Tớ đang đuổi theo một cái đàn chuột ấy. Vừa lấy nó ăn bao nhiêu bánh kẹo của nhà tớ. Xong rồi tớ cầm súng thì nó chạy ra đây. Thế nào mà đang đuổi theo bắn nhưng mà mấy phát tàn trượt. Ui kia kia, có phải kia không? Đuổi theo đây. Cậu nghe thấy gì không? Tớ nghe thấy hình như có tiếng chuột ở đây này. Ở trong cái bụi này các cậu ơi. Đây này, đây là cái ổ của chuột này. Tớ bới tung lên rồi mà vẫn không tìm thấy nó đâu cậu ạ. Rồi ôi rồi, mãi là cuối cùng không bắt được con chuột nào. Mệt ghê cơ. Thế hay là tớ nghĩ có khi cái súng của cậu dởm đấy. Bắn mấy phát mà cũng không trúng phát nào. Súng dởm? Cậu nhìn súng này trông nó hiện đại như thế này mà dởm này này. Dởm đấy chưa? Dởm này, dởm đâu mà dởm. Cái này á, chẳng qua là tớ chưa dùng quen thôi. Thế nên là mới để cho mấy con chuột nó chạy. Chứ còn cậu nhìn ấy, ca mố thế này cơ mà. Có mà súng của cậu dởm ấy. Cậu nói cái gì cơ? Cậu đã biết sức mạnh của súng này tớ chưa? Mà đã phán cái súng của tớ dởm rồi. Súng của cậu mạnh như thế nào? Trông, trông, ngài các cậu ơi. Trông tự nhiên chỗ này tớ đùng. Chỗ này chỉ nhẹ tí, chả mạnh gì cả. À súng này súng thể thao nếu mới thế đấy. Thế hay bây giờ nhân tiện có hai cái súng ở đây, chúng mình tổ chức một cuộc thi, thì xem ai săn bắt được nhiều nhất không? Sợ gì? Cậu nghĩ là tớ sợ à? Súng của tớ à? Súng của cậu làm sao mà chiến đấu được? Đi, rồi tớ với cậu chia hai đường, tớ ra đường này, cậu ra đường này, xem một lúc sau qua lại đây xem ai săn được nhiều con vật hơn, chơi không? Ok. Được đi thôi. Cái bạn Nhím này à, tính bạn ấy hay hơi ngoan lắm các bạn ơi. Lúc nào cũng nghĩ mình là người chiến thắng các cậu ơi. Bây giờ tớ sẽ đi săn được nhiều hơn cho cậu ấy biết mặt. Hình như tớ nghe thấy tiếng ngò ở đâu ấy nhỉ? Được rồi này các bạn ơi, bật này. Đấy. Các bạn ơi, thấy cái súng này là tớ lợi hại không? Chỉ cần em một phát nhẹ thôi mà con bò nó ngã ngửa ra rồi này. Được chiến lợi phẩm rồi nhá. Một con bò. Bây giờ xem còn con gì khác nữa không nhỉ? Ui, con bướm này. À các bạn ơi. Bắn con gì ra? Con này nó bay nhanh quá không bắn được. Không được rồi, phải tìm con khác thôi. Chứ con bướm này nó bay nhanh lắm. Để đi xung quanh đây xem nào. Không thể thua lại Trang được các bạn ơi. Con gì đấy? Con gì kêu? Kêu to thế nhỉ? À đây rồi các bạn ơi. Nhìn này. Con gì đây? Chưa có một con gì này. Được rồi, để mình cứ hạ nó xuống xem là con gì nhá. Này. Yeah, hạ được rồi. Wow. Các bạn nhìn thấy chưa?
đây là một con tê giác đấy. Ui, tê giác này là tê giác hai sừng à. Con này nó bình thường nó phải nặng đến mấy tấn ý. À, được rồi, được một con rồi các cậu ơi. Thế thì chứng tỏ xung quanh đây có rất nhiều động vật hoang dã. Mình phải đi, mình săn tiếp mới được. Hôm nay nhất định là phải chiến thắng bạn Sang. Lại nghe tiếng con gì nó kêu vít 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 các bạn ơi. Đấy, vít 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 này. Thế như ở đằng này các cậu ơi. Trước khi tiến lại gần phải khởi động súng các cậu ơi. Đây này, bật 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 bật. Đấy, các cậu nghe tiếng súng cao không? Đây rồi. Các cậu ơi, nhìn này, dính luôn cả vào mắt của con vịt dưới này. Bắt được rồi nhá, bắt được rồi nhá. Một chú vịt. Chú vịt này là chú vịt gì nhỉ? Hình như là chú vịt phi hành gia hay sao ấy. Có cái mũ đội như thế này cơ mà. Trông đáng yêu chưa này. Ố. Hóa ra đây là chú vịt nhảy múa à các cậu ơi. Nhìn tay với chân này. Nhưng mà sao chân con vịt nó lại lạ thế nhỉ? Bình thường chân vịt nó có mấy ngón cơ mà sao ở đây có nhiều ngón như thế này. Mà cái dáng chân này hình như là giống dáng như con. À, con bạch tuộc. Bên dưới là bạch tuộc, còn bên trên là chú vịt. Trời ơi, cái viên đạn này nó còn dính vào mặt của bạn vịt đây này. Thế là bắt được một bạn nữa nha. Chiến lợi phẩm thứ hai là một chú vịt. Đi tiếp thôi, xem xung quanh đây còn có gì nữa không các cậu ơi. Mình lại nhìn thấy một con gì kìa các cậu ơi. Úi giời, chưa thôi. Úi giời. Úi này. Con gì đây? Wow. Con gì mà nó lại có cái mắt này cậu ơi. Úi nó nhiều chân chưa. Úi hu. Con này nó có hai cái mắt nhá, có cả mồm nhá, có cả tai nhá. Hình như con này nó là một con mực ấy. Đây là một con mực đấy. Nhưng mà sao con mực nó lại ở đây nó ăn cỏ nhỉ các cậu nhỉ? Lạ thật đấy. Ui, nó chạy được này. Ui, thế như nó vẫn còn bò được này. Nhưng mà nó bò yếu lắm. Wow các cậu ơi, nhìn này, cái chân nó vẫn còn chạy này. Hay chưa, đấy. Cái con này á, nó bình thường á, ăn hơi bị ngon đấy. Được rồi, thế thì mình có hai con rồi. Mình phải đi tìm tiếp thôi, có khi bạn Trang bạn tìm được nhiều hơn mình rồi ý. Cái gì này các cậu ơi. Cho nó qua này. Cho nó qua này. Nó ngập đây kìa. Úi dồi. Cái này nó là cái gì ấy? Tự nhiên mình đang đi mà nó lại chạy qua chỗ mình này. Wow. Các cậu nhìn không? Hai cái mắt này. Đấy, nó còn há ra há vào này, trông như con khủng long ấy các cậu ạ. Đây là một cái xe khủng long à. Xe nhưng lại mang thân hình của con khủng long. Ui, cái này đặc biệt đấy. Cái này mà mang về chắc chắn chiến thắng được bạn Trang rồi. Chắc chắn là chiến thắng được bạn Trang rồi ha. Ui. Cái này. Ui các bạn ơi. Một con khủng long. Khủng long to đùng này. Ôi. Làm thế nào bây giờ? Được rồi, ta sẽ dùng cái súng này cho người khác này. Ui. Không tác dụng gì với nó. Ui, con khủng long này to quá, súng của mình không tác dụng rồi. Cái gì? Đi đòi cái gì cơ? Đòi cái xe khủng long này á. Ui các cậu ơi, con khủng long này nó bảo cái xe khủng long này là đồ chơi của khủng long con. Nên là bây giờ nó đòi lại này. Không được rồi. Thôi được rồi. Ta trả người này. Thôi chạy thôi các bạn ơi. Xung quanh đây liệu con gì cũng nhỉ. Tớ nhìn thấy có cái gì xa xa màu hồng kia kìa các cậu ơi. Gì à? Cái gì đây ý nhỉ? Lại xem nào. Wow. Nhìn này, có cánh ở trên đầu, xong lại còn có cả đuôi nữa. Ồ, thế đây là một cái máy bay trực thăng rồi các cậu ơi. Nhìn mặt bạn ý trông đáng yêu chưa này. Wow, đây này, đây là cánh cửa để các hành khách chui vào đây này. Đấy. Ồ, nhưng mà bạn máy bay này lạ quá các cậu ơi. Sao lại có cái phần này ý nhỉ? Phần này là phần gì này? Mở được ra này. Ui nhìn này, trông giống đôi chân chưa các cậu ơi. Đây nè, robot máy bay các cậu ơi. Hai tay này, hai chân này, có cả mắt nữa nhá. Thế là được 3 món rồi, không biết bạn nhím bạn đã săn được con gì chưa nhỉ? Ui, trời ơi. Cậu chạy gì mà hốt hát hả?
nhảy thế? Vừa lấy tớ gặp ba một con khủng long khổng lồ luôn cậu ơi. Ui sợ thế. May mà tớ chạy thoát ở đây. Ôi cậu đừng có lấy lý do nữa đi. Thời này là thời gì mà lại còn có khủng long. Chắc cậu ấy không tìm được cái gì gì. Này, đây, 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 đây cho xem. Tớ tìm được đầy đâu. Đâu cậu tìm được cái gì? Tên ba món đồ luôn nha. Đi săn được ba món đồ luôn nha. Thế cậu tìm được cái gì không? Tất nhiên là được rồi. Đây, của tớ cũng có một con mực này. Mấy cả một con tê giác này. Mấy cả một cái xe khủng long nữa cơ. Cũng là ba món đồ. Nhưng mà vừa lấy con khủng long mẹ nó đòi lại rồi. Khủng long mẹ nó ở đâu? Ở đằng kia kìa cậu, thì cậu dẫn cậu ra xem mà cậu thử dùng súng của cậu xem chứ súng của tớ bắn chả tác dụng gì. Ui thế là có khủng long thật á? Thật chứ đùa à? Ui nếu mà thật thì thôi cậu ơi, tớ xin tớ đi về đây. Ôi này, cầm súng đã chứ, bỏ quên súng ra. Ui giời ơi các bạn ơi, anh đang săn được một đống đồ thế là bây giờ sợ quá mất luôn cả súng với đồ đây đây này.